xin tạm biết mái trường, xin tạm biết thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đem mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Tích tắc đồng hồ xoay, quay ngược ngày ra trường. Nhớ cánh phượng mong bay, mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng còn những ngày ta bị đi trễ, đạp xe lên mang tới trường. Là ngày ta đua nhau vài câu nói, rồi giận nhau vu vơ vẫn thường. Ngày cuối tôi ở đây, từng áng mây vội bay cùng ngày dài trôi mãi. Giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Xin tạm biết mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Tôi học sinh trôi như giấc mơ, em đêm mang bao kỷ niệm. Ngày ta không còn bên nhau có buồn không? Xoay quay ngược ngày ban đầu, chẳng dám ngồi cạnh nhau, chẳng ai chịu ngỏ lời. Thời học sinh của tôi là như thế, ngủ quên đến lúc ra về, là từng thương một cô bạn ngồi kế mà tương tư suốt năm dài. Những vân vương đầu tiên làm trái tim chẳng yên vì tình yêu ấy. Giờ chỉ xin một lần được nói hết những điều trong mỗi xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Nay mai ra mái trường, rồi sẽ chẳng.
để rồi tan biến. Tựa như năm tháng lúc ta vẫn còn ngây thơ, ấp ôm thật nhiều mộng mơ, vượt qua bất ngờ. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người, cất giấu đi biết bao điều chưa nói, để rồi bao lâu chẳng hay đâu thời gian trôi. Đến khi đoạn đường chia đôi thì đã xa xôi. Gặp được nhau, bước bên nhau, dù có ngắn ngủi mà đậm sâu. Xuân thời có nhau mới rạng ngời nụ cười khắc trên bờ môi. Dù mai sau có thương đau, ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau. Mong rằng quãng đường phía trước sẽ được sáng, sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người, cất giấu đi biết bao điều chưa nói. Để rồi bao lâu chẳng hay bao thời gian trôi. Đến khi đoạn đường chia đôi. Trên bờ môi, dù mai sau có thương đau, ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau. Mong rằng quãng đường phía trước sẽ được sáng, sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn. Đã như cây táo ươi, mong rằng ta sẽ chớp mày một lần nữa được sống lại nó. Người từng hứa sẽ mãi bên tôi, giờ nơi đâu có lúc nào nhớ đến nhau. Hồi ức chấm xuân dịu dàng là hành trang tôi mơ. Điểm anh ra
Bị giật rồi. Tao diễn gì à? Thôi, bị máy cô có miệng quá. Sao nói vậy? Sao bà quay chú bài đó? Tôi về tôi phải trả đó. Sao tâm điểm á? Mẹ nè. Mẹ mày. Mày ơi. Mày quay lén tao. Cái mặt của mày. Dậy đi con. Rồi. Rồi sao bỏ ta? Bây giờ bạn nào ơi cho tôi biết chiếc mèo là ai nè. Không biết. Là rồi. Chiếc mèo không có sẹo hả? Ai có sẹo là chiếc mèo hết hả? À chiếc mèo cho chữ đúng không? Rèm gì? Cái mặt ngủ quan. Vậy cái mặt này á là cái mặt gỡ đòn. Tại vì cô muốn sợ là cô không có nói được cho nên là cô muốn làm được lại cái này con. Quay clip gì? Quay clip mới nói với con sao bữa con. Cô vẫn ngủ. Quay cái clip đó là phải nhớ có mặt đồ đầy đủ nha. Mặc đồ bảo hộ luôn. Cảm ơn nhau nha.
tự nhiên cái xấu cái mở hình thành nào ra ngồi câu cái thằng nào không được rồi. Giờ nói gì đi, nói gì cô? Tại vì một năm học qua cũng nói gì không, cô cũng muốn nghe từng đứa nói rồi trời ơi này trời ơi. Tại vì trong clip này cũng nói nghe từng đứa luôn. Cái ly nặng. Lấy cái bình ra coi. Nếu như có ai hỏi hiện tại cô đang nghĩ gì thì cô chỉ nghĩ rằng cô có những ký ức thật là đẹp bên các em học sinh lớp 12C5. Người ta thường nói là trong cái muôn vàng bông hoa, lương thiện là bông hoa đẹp nhất. Trong muôn vàng cái món quà, chân thành là món quà đẹp nhất. Trong muôn vàng hạnh phúc, được ở bên nhau là điều hạnh phúc nhất. Cho nên chúng ta đã gặp nhau, yêu thương nhau, đó chính là điều hạnh phúc nhất mà chúng ta đã trải qua trong suốt khoảng thời gian cấp 3. Chúc các em sau này luôn luôn giữ được cho mình sự lương thiện, sự chân thành và luôn luôn hạnh phúc. Ngày mai đây, lớp 12C5, sĩ số học sinh 41, vắng mặt 41, lý do đã trưởng thành. Chúc các em thành công trên con đường mà các em lựa chọn. Yêu các em thật nhiều.